tổng hợp những cái tên đẹp độc lạ cho bé trai bắt đầu bằng chữ N. Thường những tên con trai bắt đầu bằng chữ N mang ẩn ý về sự mạnh mẽ, con trai sau này lớn lên sẽ nhận được trợ lực để tự tin đối diện với sóng gió cuộc đời. Trước khi tìm đến những gợi ý tên con trai bắt đầu bằng chữ N, ba mẹ nên chú ý quan tâm những điều sau. Chữ N là vần nằm ở giữa bảng chữ cái tiếng Việt, nhiều ba mẹ sẽ chọn đặt tên con trai theo chữ này để đi học sẽ không bị thầy cô giáo chú ý nhiều. Ngoài ra, khi kiểm tra với các môn học thì con trai sẽ không phải là người đầu tiên lên và cũng không cần phải qua lâu để đến lượt kiểm tra bài. Tên hay cho con trai vần N khá nhiều nên việc tên con bạn bị trùng với các bạn cùng lớp sẽ không cao. Cuối cùng, khi đặt tên con trai nhớ tránh đừng đặt những cái tên có thể nhầm lẫn với tên con gái nhé. Tên đẹp cho con trai bắt đầu bằng chữ N. Nam, chàng trai nam tính, mạnh mẽ và là một đấng nam nhi đại trượng phu. Bảo Nam, đứa con trai báu vật của ba mẹ. Công Nam, người đàn ông công bằng và chính trực. Duy Nam, đứa con trai duy nhất của ba mẹ. Đức Nam, người đàn ông có đức, có tài. Hải Nam, còn là biển lớn và sẽ có sự nghiệp bền vững. Kiều Nam, người đàn ông có hiếu thảo với ba mẹ. Quỳ Nam, người đàn ông có sự nghiệp tỏa sáng và rực rỡ. Nhân, có nghĩa là nhân từ, nhân đức, mong con sau này trở thành người tốt, có ích cho xã hội. Anh Nhân, người đàn ông có nhân đức. Duy Nhân, đứa con trai duy nhất của ba mẹ. Đức Nhân, người sống có đức và tinh nghĩa với mọi người xung quanh. Nam Nhân, người đàn ông sống có nhân có nghĩa với mọi người. Mạnh Nhân, người con trai mạnh mẽ và phi thường. Minh Nhân, người con trai thông minh và sáng dạ. Quang Nhân, người đàn ông có cuộc đời rực rỡ như ánh mặt trời. Nhất, con là báu vật duy nhất của ba mẹ. Bảo Nhất, con là bảo bối duy nhất của ba mẹ. Duy Nhất, con là độc nhất vô nhị trong cuộc đời ba mẹ. Hoàng Nhất, con là cục vàng quý báu duy nhất của ba mẹ. 35, Nhất Nhất, con là tất cả, là điều quý báu nhất của ba mẹ. Minh Nhất, con là ánh sáng và hy vọng duy nhất của ba mẹ. Phi Nhất, con sẽ có một cuộc đời và sự nghiệp phát triển nhất. Thống Nhất, con mang đến sự hạnh phúc và tự do cho ba mẹ. Thiện Nhất, con là điều lương thiện và tốt đẹp nhất. Nhật, ước mong con sau này sẽ làm lên chuyện lớn, luôn ấm áp và tình cảm với mọi người như ánh mặt trời. An Nhật, con là mặt trời bình an trong lòng ba mẹ. Bảo Nhật, con là bảo bối rực rỡ như ánh mặt trời. Hải Nhật, con là mặt trời trên biển, mang bình minh và an bình đến cho mọi người. Hoàng Nhật, con là ánh mặt trời rực rỡ. Mạnh Nhật, mong con luôn mạnh mẽ và rực rỡ như mặt trời. Minh Nhật, con là ánh mặt trời rực rỡ. Nghĩa, mong con trở thành người tốt, sống có tình có nghĩa, hòa đồng với mọi người. Duy Nghĩa, chàng trai sống có nghĩa có tình. Đức Nghĩa, chàng trai sống có đức có nghĩa có tình. Già Nghĩa, con sẽ xây dựng một gia đình sống có nghĩa tình. Hải Nghĩa, con là chàng trai biết nhớ đến ơn nghĩa. Hữu Nghĩa, con luôn tôn trọng lẽ phải và sống có nghĩa tình. Phúc Nghĩa, con sẽ luôn hạnh phúc và biết sống có trước sau. Nguyên, nguyên vẹn, đầy đủ và sung túc. Duy Nguyên, con sẽ có một cuộc sống sung túc và thành đạt. Hoàng Nguyên, con sẽ có một cuộc sống trọn vẹn và sung túc. Lộc Nguyên, cuộc đời của con luôn may mắn và sung túc. Khắc Nguyên, cuộc sống của con luôn nghiêm túc và đủ đầy. Khôi Nguyên, con là chàng trai lịch thiệp, đẹp đẽ và cuộc sống sung túc. Phúc Nguyên, cuộc sống của con luôn nhiều phúc và đầy đủ. Nhật Nguyên, cuộc sống rực rỡ của con sẽ luôn sung túc và rực rỡ.